Lạnh lùng lắm, dạo này tôi lạnh lùng lắm. Tôi sở hữu một trái tim băng giá. Một trái tim băng giá, một trái tim không gáy. Thắng là thắng. Vì mình đánh hay nên là mình sẽ không gáy. A à, hi hi. Ôi giời, chắc giờ còn chưa xong. Nhanh tè, nhanh cho tao đi tè bô cái, tao buồn buồn tè bô quá. Em chắc giờ mới được một nửa này. Cái gì, check cái gì bây giờ mới được một nửa Chắc cái ấy mấy tên kia à? Nhìn ghét BL sao bạn mạnh dương mà lại lỡ ghét tôi. Tôi làm gì mà bạn ghét tôi? À lê lê, à lê lê. Thế nha, cho An đi tè một cái nha. An hứa là sẽ tè và sẽ rửa tay đàng hoàng nha. Ok Xuân Vịnh nha, hẹn bạn ở trên Kim Cương nha. Kiếp 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 chết, toàn người rank cao vào dọa dẫm thế này, sợ em muốn chơi đó. Mày mày chỉ anh cách cái remove lại cái trò LOL, cái trò team fight tactic cái cường. Mẹ sợ là quá. Ý là anh đang muốn xóa game ý. Bây giờ các bạn ở trên Kim Cương xuống dọa anh sợ đái mẹ ra quần rồi này, ướt ướt sũng cả quần rồi này, chết. Sợ quá. Ấy. Con đi cơ lừa cơ chó đéo lừa lừa bố mẹ thì lừa lừa ông An cái lừa tao làm đéo gì cỡ toang quá cơ ấy thật sự giờ nó lừa em cái này mà cho Kata thì ngon. Ây da. Thằng này kinh quá nhờ. Thằng này xa tên game này. Bỏ qua này. Tối nay có định live không tôi chưa biết được. Tôi phải xem lịch. Chưa biết thế nào.
Nếu mà bọn nó focus đúng con Cassadin của mình thì giỏi thật. mười sáu giây đủ giết thằng này không nhở? Được, thoải mái. Địch cầu ấy có cái thằng tên in game bánh kem nhưng mà tự nhiên thèm bánh kem ấy nhỉ. Nhìn cả tên bánh kem lại thèm ăn bánh kem à? Thì bây giờ lỡ có thằng nào đặt tên là Lin Châu thì mày có thèm ăn Lin Châu không? Lâu đéo ăn. À, hai vợ chồng đưa nhau đi ăn đi, hâm nóng luôn. Nhờ làm tí mặn lồng đi còn gì nữa, một cú mặn lồng đến vị trí của cường kên đi còn đéo gì nữa. Why not? No. No à? No Thanh à? Cụ cay thật. Why cay? Why you cay? Tao vừa đi nước ngoài du lịch về đấy, mày nói tiếng Anh nó kinh lắm, mày đừng có hỏi. Sao người ta nói chuyện với dân bản địa thì đừng có nói chuyện luôn. Nói mà dân bản địa chỉ hiểu được khoảng 20% thôi. Dành cho chỉ hiểu được why you thôi, còn là cay hay là không cay thì không biết. Boom. Chào quân phùng. Pozo. Ôi ôi. Hai cái thìa, hai cái cung gỗ liệu có còn cho ăn? Chắc là không rồi. Of course. Ôi giời ơi, lấy Lysandra kìa. Éo thì hiểu được cái logic là như thế nào nữa. Thôi, ăn đấy tự hài lòng với... Có thể là một cái đai lưng khổng lồ đi. Tình nghĩa, sao em không thấy nhỉ? Lấy là hợp lý rồi. Vừa được khoảng tầm 60% rồi. Ôi ôi. Nhưng mà thế này là như thế nào? Tôi thề với các bạn đây này. Thì phải chính là như thế này đây này. Nó lừa mình đấy các ông ạ. Em vừa lấy con gì về ta? Quên mẹ. Chính là như thế này đây. Giữa con Pai với con TF thì con nào ấy hơn? Từ từ. Ta đang tập trung Cường ơi. Thế à? Cho con này cầm tạm. Tí nữa thì lấy lại. Ha 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 ha. Lừa đấy, đừng có tin nó. Các ông lại bảo tôi mua là chết toi tôi rồi. Rồi, giữa con Pai với là con TF thì con nào tốt hơn? Pai và TF á, tao thích TF hơn. Pai cả cứt. Ơi trời, hỏi xong lại bảo phải cứt là thế nào nhỉ? Có thằng này còn đùa tao. Thế thì con Vayne với là con Fiora thì con nào ngon hơn? Vayne. Fiora. Và Fiora. Con Fiora bây giờ ngon hơn rồi. Okay, Vayne không đồ cũng như là con ma điên đi. Bộ một phát là chết. Đúng rồi. Trăng dậy. Dắt chó đi dạo. Pew. Nghe đồn có mấy bố thì cái ăn tóc pháp sư ấy. Cũng hay mà, ăn cho pháp sư. Bộ phát 3000 đao. Em ơi, hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi. Tí 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 tí
Má, một con nữa thôi không cho mình đi. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Build, build đồ tanh cho mo. Ok, ok, bờ yêu build. Ok. Để tớ bờ yêu build nhá. Để tớ bờ yêu build đồ tanh cho mo mo nhá. Ờ, tiên sư dậy mày chứ rồi. Wow, 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 wow. À, đồ tanh này. Quỷ thư mua dế lở đây. Này thì đồ tanh. Nó lại là cái tầm. Kể ra thằng Trung Vla nó mới cày khỏe. Mà mày thấy cái event của anh ấy rất là thiện lành nhá. Chả bắt phải xe sổng cái gì nhiều. Vì có xe được đâu mà xe. Tức là làm một cái event nhỏ nhỏ trong group mấy anh em chơi với nhau. Ui, nhỏ là tóc ngu. Bắn nhiệt phết nhở. Trông thế mà bắn địch lên nhiệt 3 phết đấy. Tôi rất không hài lòng về cái thế cờ này. Thế cờ này tôi thường gọi là thế cờ Lin Châu. Thế cờ nó không đẹp. Sao áp cấp à? Chào bạn Đỗ Đinh Luyện ạ, à? Vâng. Build cái Solazi à? Ok, Solazi. Ô, cho em giật một cái thì em chết cũng được. Ok. Ôi, cái địt mẹ mà con đa rớt. Cục xúc à? Má, đa rớt thay cái chắp gai đi vậy. Con lúc kia em bắn từ chết luôn. Đéo là chết. Tự lăn đừng ra ăn vạ. Dãy đành đành à? Cúp folder cho Loki đi, phải nó bắn 3 phát ấy, tự chết luôn. Dừng nằm dãy đành đạch ở đây rồi. Phải có tí nhớt chứ. Phải có tí xăng pha nhớt thì mới chơi được chứ. Thì mẹ xăng mà không pha với nhớt thì làm sao mà chơi. 47. 47. Anh tin em đấy. Chơi là phải quyết đoán các bạn ạ. Vậy bố nào đã đánh bờ do lờ đứng cả một hàng ngang và kinh vãi đái. Ờ thằng này tên ấy nhỉ, tên giống idol ấy nhỉ. Má, Morgana chết mà không làm gì kìa. Tên giống idol này tí nữa phải up xem thử anh vần tiếp. Ôi sao xong, mất win trick à? Tiếc thế, mình up cấp để mình giữ win trick thì mà đéo được, trời ơi. Ông này ông roll sâu lắm. Chơi để bây giờ anh? Chưa biết được, cần xem nào. Rồi tao nhiều việc và tao không thể làm. Chắc là tao phải tuyển ai đó làm thư ký mới được. Thư ký có combo theo dịch vụ các thứ không? Chết mất thôi, tao có quá nhiều việc mà tao không thể lo xuể hết được ấy. Tao bắt đầu tao phát điên lên rồi này. Một ngày nhận 1 tỷ cái mail. Rồi bao nhiêu thứ phải làm, bây giờ còn livestream nữa. Đau đầu quá. Thật sự đang bị xì chết rất là nặng ấy. Right.
Baby, baby, chỉ cần em đến nơi đây một lần thôi là làm anh thấy như thế này. Not many try. Lộn cái try. Má có mua hai cái này đẹp không? Mua hai thì đẹp quá. Đấy, mua một mà nó 1800 đam kìa. Chất chơi người rơi vãi lòng. Baby chỉ cần em đến nơi đây một lần thôi. Má cái đéo ra con Lucky 2 mẹ. Đấy, thấy không? Thấy chưa? Mẹ con Morgana mà nó được chơi rồi cũng nhiều đam cực. Thấy không? Gấp bao nhiêu? Gấp hơn 2 lần, 2,5 lần. Đam con đường thứ nhì luôn. Morgana kinh vãi lìn. Ghi nhận. Là làm anh đã chót yêu em rồi. Lên cấp nữa tung một con ác quỷ và là 4 ác quỷ. Phải. Giật đùng đùng đi Morgana, giật đi. Ôi ôi, ăn lìn rồi. Ui rồi, không có đầu luôn. Tạm toàn luôn đây này. Thầy. Ui. Ui. Bên đằng kia cũng hóa hình ạ. Hai bên hóa ra một đống bắn nhau. Bắn lên trên đây này, đúng rồi, bắn con nhện đi. Cờ lừa vừa phải. Cờ lừa quá. Cờ bịp lắm rồi. Peter bịp lắm. Hello. Vào Sài Gòn làm gì? Nó bảo là em cần anh ở Hà Nội để quay cái trailer cho cái giải đấu ấy.
ở đây đúng không? Ở Hà Nội đúng không? Đấy, mèo gà nói. Nên xui. Thằng Mạnh vào chứ. Đây là đứa thằng Mạnh vào mà. Thì đúng rồi, bây giờ phải thế chứ, gia đình tao đang gặp vấn đề như thế. Bữa đi thì mày nghĩ là giải quyết triệt để hả? Nhưng có những thứ em không hiểu được đâu. Cuộc tuổi trẻ bọn em không hiểu hết được đâu. Ranh á, đang là bạc. Mẹ, ngày đầu tiên tao đánh ranh như này khổ quá. Thì đây, cầy mẹ đến mòn hết cả mép rồi này, chốc con mẹ cả mép rồi này. Ôi ôi ôi. Flat thua rồi á? Oh my god. My god, my god. Ôi, FPV ra gật đầu rồi. Ôi. Thôi xong, một cú toang sâu. Đệ đái là lại không đau không son rồi. Chắc là chưa quen cái team mới. Nhưng mà không biết điều gì có thể lần ra. Blast thua rồi. Tôi biết luôn rồi. Buồn cho người em Stark. Stark đúng không? Giờ là Stark nhỉ? Tony Stark, Stark. Stark nhỉ? Ừ thì Stark khổ quá, nẫu ruột. Stark, ok. Stark. Mày thích là Stark hay Stark hay là Stock hay là cái đéo gì chặt được. Lẩu hết cả mề. Ôi, cắt phế kìa. Tại sao không ai nhìn vào nhờ mày... Không, ai lấy thì thôi, em lấy cho đi. Mày bọn này bị điên à? Ôi, thì vậy sao em tốc đầu này? Bắt đầu. Mà từ lâu à. Chê thì em lấy cho ngại đéo. Toàn lợn chê cảm, cái này hỏng 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 hẳn. Tôi đói lòi cả mắt rồi này. Mẹ hóa cả mắt rồi, tôi thề với các bạn. Nói các ông lại không tin. Thật ra thì đói đéo thì... Dỗi thực sự rồi đấy. Không nói chuyện nữa. Thực sự dỗi, một cú dỗi. Tự dưng thấy mất mẹ đồ của tôi ở đây luôn rồi này. Ui ôi. Ờ, đây luôn. Nàng ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vẫn dặm tương tư vì ai. Ai ai mà ai 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 ai. Lẻ loi ba ác quỷ nhờ. Chuyện này không thấy bóng làng. Lúc ấy tôi nhớ là công bố kết quả. Anh ạ, khi nào công bố kết quả? Cứ đủ 7 ngày đến không khoảnh khắc 00:00. Hôm nay là quá. Hôm nay là quá rồi á. Mà thế cái thằng Toàn làm cái gì mà nó không công bố cho bọn các bạn thì các bạn đợi mong. Hả? Toàn mấy hôm nay em có thấy nó đâu. Đây đây, yên tâm sẽ công bố, yên tâm. Ôi, công bố làm gì nhỉ? Để anh em chơi nhau thôi. Ôi, ai làm thế? Ô, đi cụ ấn nhầm bán nhầm mẹ luôn rồi. Ốc phép. Thôi, ông kia ông nhét mẹ còn... Golem đi đâu này không biết rồi. Rất. Mồ hài nó vẫn là một cái gì đó vãi lì. Cái thứ hai này kìa, nó đụng em phát thì lại căng cây luôn ạ. Chùa này không thấy bóng làng. Bột đề mà chẳng muôn lờ hoa. Úi dồi. Trong kinh còn lưu vạn chữ. Ta yêu nhau từ buôn mê thuật. Hừ à, hừ à, hừ à. Ai, quả này là kiếm đâu là một con pháp sư nửa bê rơ. Kiếm đâu ra rơ. Tuyệt tập phệt rồi.
online gần 5 tiếng à? Bình thường thôi. Vì các bạn, tôi đã off quá lâu rồi. Tôi quá nhớ các bạn. Tôi phải online. Tôi phải live stream để tri ân các bạn. Độ những kẻ đánh nghĩ mẹ mà đi lúc cần ra đéo ra bán xong này ra ba con đậu đấy đấy đừng cho này đi. Ui chết luôn con phiêu ra kìa. Giật một cái. Úi giời ơi, dắt chó đi dạo. Dắt chó đi dạo. Nhìn mà con kia nó cancel được cái ấy của tôi rồi. Hai con rồng này thì giật. Raven. Hơi mệt đấy. Thật sự mà nói là hơi mệt với mấy con rồng lộn này giờ đấy. Anh cảm thấy thực sự bị tổn thương rồi. Ui dạ. Anh ăn lên 8 rồi ạ. Động hết rồi. Tao thực sự tổn thương đấy Cường ạ. Lên 8 đòi hỏi gì? Không, tao bị tổn thương đấy. 45%. Ô, bọn pháp sư rồi nó mới bút vào mày. Đúng rồi. Ôi, giật phát đi mẹ bọn kia. Hẹo luôn. Thấy không? Này, thấy đam chưa? Ma con Morgana thì nó khỏe thật chứ. Yên tâm, rồi sẽ có thằng sẽ giết thằng rồng hộ tôi. Ví dụ như em chẳng hạn. Đúng, đúng, đúng. Đang chờ Cường lên giết mấy thằng rồng lộn cho anh. Quan trọng nó không gặp em thôi, nó gặp em thì nó đi rồi. Kinh quá nhở. Tao bắt đầu thấy lạnh gáy rồi đấy nha. Đéo đùa đâu, lạnh gáy thực sự rồi đấy. Một cú tổn thương thực sự về gọi là tâm lý rồi đấy. Kinh quá, Garen 3 này hao tu thở. Đâu chỉ mình Garen đâu. Tình hình là thằng rồng còn hai máu nhá Cường nha. Úi giời, nó lại đơn giản này. Nó lại là ăn vào cái dòng đơn giản à, ok ok. Thằng này đúng không? Thằng đang gặp em đúng không? Anh nghĩ gì về thất bại của Flash á? Tôi nghĩ là cái giải năm nay hay vãi đái ra. Đội nào cũng có thể thắng đội nào. Cân bằng vãi đái. Hot TV còn thắng được đây đây trên rồi đi mà. Bất ngờ vãi cùi. Ờ. Hai thằng đánh rồng à? À thằng đánh hóa hình thôi. Chủi cả thớt 6.000 đàm. Ước gì em là có một cái ấy ấy. Ước gì em là con lợn lòi. Ước gì ăn được em giờ này. Đây bố nát quỷ của các bố đây, các bố cứ bình tĩnh. Ơ sao lại không lấy thìa nhỉ, lấy thìa là được. Bác định làm thế úp thìa à? Không. Upsi. Nhầm. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có. Có. Ôi đéo ra rồi. Đây này. Ôi còn ganh phanh nữa thôi, một con nữa thôi. Ước gì em là con lợn xề. Yêu nhau từ buôn ma thuật. Hù hà. Từ buôn ma thuật ta đã yêu nhau. Hù hà. Ôi thằng rồng lộn vẫn làm tổn thương anh này em ơi. Em thua anh cái này. Thằng rồng lộn bây giờ nó có cả tờ quên 2 rồi, kinh quá em ơi. Đã
anh có cắt thớt tha chưa? Không, mày phải giết thằng rồng lộn nhanh nên tao sắp chết rồi. 23 máu sắp chết. Không được đâu. Ai còn bụp em như con ấy. Má nó còn hai máu kìa. Nhưng mà em không gặp nó, em mà gặp nó là em mày nó. Mày đóng đóng gạch nó đi mày. Mày gặp nó mày cứ đóng nó ra bã cho tao. Phải đóng. Đấy, đóng này. Thằng này nó nhiều đồ, để mẹ nó up full đồ cho con Savanna thì bố vào mà chơi được à. Thôi cho gặp cường kên cái nào, đến mẹ đau lắm rồi. Thôi lại gặp nó rồi em ơi. Không, đây đây, nó gặp em. Sợ... Toang chưa, tao chỉ sợ tao chết luôn đây này. Không, sợ... anh chết đéo được, 2-3 máu chết đéo được. Biết đâu chứ. Không chết, anh nói, em nhầm. CC, ui, thôi. Thôi, em đi mẹ rồi. Em đi rồi à? Không, chưa đi, quên. Em đó ơi, nó còn hai máu thôi, solo, chết con mẹ đi em ơi. Thắng rồi. Raven gánh. Cố lên. Yeah. Cường kết. Ưng rồi đấy nha. Ui. Đéo. Ui. Có cái ấy thì căng cực quá. Căng cực. Ây da. Bạn dám mà không quan tâm lắm, bỏ qua đi. Bạn. Thì quả đấy mà lỡ không gặp bóng mẹ gặp thẻ gặp thẳng cái người thật thì mẹ chắc là đời tôi cũng ra bã mẹ nó rồi. Trời ơi, tại sao lại ra huyết kiếm? Chả có nào cầm huyết kiếm hợp lý trong cái sân chơi đất nện này cả. Mỗi con na này thì lỡ cầm mẹ cái kiếm ấy rồi. Ôi, nó lại là vừa khít lỗ đít. Lô chứ, chuyển qua bên này làm gì á? Bên ta chơi sắp là cà mày luôn đấy. Tao đánh kiểu... Ai làm thế? Đánh kiểu sắp là cà luôn đấy. Ganh blank vạch luôn. Một cú trăng dây. Dắt chó đi dạo. Giết. Đứng yên đấy. Mày chết với chậm. Sao lại em tự nhiên có cái thìa đấy? Nó lag hình thôi, thực ra trong đấy chả có cái gì đâu. Đừng để bị lừa. Hãy là người tiêu dùng thông thái. Làm ý. Làm sao? Con mọt kia khỏe vãi vãi. Má đổi nhanh thế đi. Chó cường. Ôi hay quá. Mà mạnh cái này thì hỏng. Vào tường. Lôn vào tường. Đội nhanh quá lì. Tao hết tiền rồi tao còn cái gì đâu. Tao còn rôn rủng gì đó. Chả ngồi tao đổi cờ thì sao. Wow. Vừa quay đi rồi. Vừa xếp xong đi rồi. Hết tiền rồi đấy còn đúng 10 đồng mà cái team của anh nó kiệt rồi, kiệt lặc rồi.